Sáng nay, thành phố Tam Điệp đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 năm 2022. Đến dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, thành phố Tam Điệp và đại diện các đoàn vận động viên, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của thành phố. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhưng phong trào thể dục thể thao của thành phố trong thời gian qua vẫn giữ vững và có bước phát triển. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các phường, xã đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao của thành phố. Tại đại hội lần này có sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên, tranh tài ở 10 môn thi đấu gồm đá cầu, bóng đá nam, cầu lông, bóng bàn, việt giã, cờ vua, kéo co, cờ tướng, điền kinh, bơi. Các môn thi đấu diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2022. Đại hội thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, động viên toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ nhiệm vụ lao động, công tác, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là cơ sở để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất của thành phố ở các môn thi đấu để thành lập đội tuyển, tập luyện chuẩn bị cho việc tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh. Đồng thời, đây cũng là một sự kiện văn hóa thể thao ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.